Xin chào các bạn, hiện tại mình đang ở trên nhà mới xuống chỗ nhà nghỉ. Thì ở đây thời tiết hiện tại đang rất là mát, và mọi người ở chỗ resort này thì cấp cho mình nguyên một căn hộ luôn, có phòng bếp rồi phòng khách rồi phòng ngủ, nói chung cũng rất là thoải mái đó. Đây khu vực đây cây cối rất nhiều, chim chóc hót líu lo. Thì từ chỗ bên ở đi xuống chứ resort bên làm á thì khoảng 15 phút đi bộ. Thì mà bên vừa mới gặp và nói chuyện với lại chủ đầu tư ở đây. Thì chủ đầu tư đây là ông này là chuyên về xây dựng mà những cái department đó, xong rồi bắt đầu bán lại. Thì ở bên châu Âu nè, thì ổng với lại bên Nga là chuyên, ổng chuyên về làm về cái đó. Thì đây là cái resort đầu tiên xây dựng, và ổng muốn đi vào mảng này thì cũng có bạn, cũng có người bạn trong chuyên ngành cũng rủ ổng thì mới làm chung nên mới ra như vậy. Hiện tại thì ổng nói là cái resort ổng làm hiện tại là phòng ốc với lại mọi thứ đang tốt và đẹp nhất ở Montenegro. Thì hôm qua thì mới nói chuyện với lại thêm nhiều người nên cũng có chia sẻ về đất nước này. Thì đây là một trong những đất nước là nhỏ nhất thế giới, và hiện tại là mới hình thành được có 12 năm thôi, nhưng mà về du lịch thì cực kỳ phát triển. Thì hiện tại khu vực bên đó thì chỉ có 5 resort 5 sao thôi, mà quốc tế loại cao cấp á, thì trong đó là cái resort của bên đang làm. Bây giờ đang đi làm thì đi xuống thì ok, nhưng mà mình nghĩ chắc đi lên chắc vấn đề lớn đó. Đi làm về đi lên nó tại dốc, nó hơi dốc nhiều. Các bạn biết cây này mình nghĩ là đây là cây ô liu nè, biết phải không? Thì giống quá. Đây cây ô liu này, để coi kiểm tra lại đi. Đây nguyên một vườn ô liu luôn mọi người, cây cối um tùm nhìn hoa. Thì cái phòng ngủ bên nó là quay thẳng trực tiếp đi ra biển luôn. Hôm nay ngủ thì ok, nhưng mà tới lúc mà 4 giờ sáng, 5 giờ sáng đây cực kỳ lạnh. Good morning. Ni khao. Good morning. Good morning. Ni khao. Yeah, bro. Dobar dan. I'm just come here for working. I stay upstairs. Arrivederci, do videnia. Au vedersen. Do videnia. Bye bye. Nói chung là dốc chỉ có một đoạn dốc ngắn thôi chứ không dài lắm. Phía sau là núi mọi người, phía sau chỗ bên đó là núi. Mà như đây là cây ô liu thiệt đây nè. Cái bên confirm lại nha. À, đúng chính xác là cây ô liu mọi người ạ. À, về sau thì nó nở rất là đẹp. À, bên mới qua ở nên với lại mấy ngày trước là có đi với lại thời tiết, không phải thời tiết mà là múi giờ nè, múi giờ nó bị khác nhiều quá, nó ảnh hưởng tới sức khỏe, da dẻ rồi này kia, muốn chó nhìn nghe nha. Nhìn anh hiền quá, anh giống như anh muốn nói chuyện với mình. Anh đi theo mình. Đủ nha. Hôm qua mình mới thấy một con chó Tây Tạng nữa kìa, ở trong chỗ nhà mình ở luôn. Sổ cái là hết hồn. Mình biết nói tiếng Việt cũng sao nó hiểu. Hiện tại thì Ben sang Montenegro để set up và điều hành nhà bếp ở đây. Thì Ben muốn chia sẻ với các bạn ngày làm việc đầu tiên của Ben. Các bạn xem hết video clip để đón xem những điều thú vị trong ngày làm việc đầu tiên của Ben nha.
hiện tại vẫn đang còn xây dựng mọi người ơi, nhưng mà những cái phần cơ bản nó xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn phần dọn dẹp và đổ nền những khu vực công cộng mà thôi. Đang sụp nước nguy hiểm quá nè. Sau cũng như mình đang làm nó quay lại ông kia xuống đó. Mình đang tìm cái chỗ mà để có quán cà phê để ăn sáng nhẹ với lại breakfast. Bye here. Here? There, there. That's one. This one. No, there, never. There. Yes. Đi sai rồi. Sụp nước nguy hiểm quá nè. Đây là cái khuôn viên phía sau của cái nhà hàng mà kế bên cái khách sạn mà mình làm đó mọi người, kế bên cái resort mình làm đó. Thì ngày đầu tiên mình đi xuống đây tham quan khu vực xung quanh với lại ăn sáng, xong rồi bạn sẽ đến resort để nhận việc ngày đầu tiên. Và còn đây là cái resort mà bên bạn sẽ phụ trách làm tổng cái chủ đường ở đây. Thì hiện tại vẫn đang còn xây dựng mọi người. Phía sau cũng như mình đang làm nó quay lại ông kia xuống đó. Mình đang tìm cái chỗ mà để có quán cà phê để ăn sáng nhẹ với lại Here? There, there. That's one. Yeah, upstairs. Go to the stairs, upstairs, and go left. This one. No, there, never. Stairs. Đi sai rồi. Sau khi ăn sáng thì bên được ông một bạn F&B manager với lại ông chairman của resort dẫn đi tham quan toàn bộ khu vực. Thì hiện tại thì bên đang ở trong bếp của khách sạn rồi mọi người. Thì khu vực ở phía dưới này là phía dưới lầu, đây là chỉ dùng cho phụ việc production rồi butcher này nọ thôi. Mọi người đang thảo luận lại để mình setup lại mọi thứ sao cho phù hợp. Tại vì trước khi mà bên vào thì ở đây có một đơn vị thi công, thì họ đa phần họ bỏ rất là nhiều thiết bị luôn. Còn những cái khu vực làm việc nó lại không có. Vì vậy nên cần phải thay đổi rất là nhiều trong đợt này. If this is a preparation area, he doesn't have anything to like. And maybe Paul Ricard can change. Change Exactly. Without extra cost. This is what I think, because we are not using anything in the moment.
But this, if this is a proper preparation area where people are gonna prepare the items for the cooking, I think we need more space for actual preparation. Yeah, correct. For actual preparation. Okay. The show kitchen is set up the way it should be set up. Còn đây là khu vực show kitchen. Again. Thì cũng đang bàn lại để sửa như thế nào cho hợp lý. Well, or teppanyaki or snacker, so we can just put the plate, you know, like the aluminium plate to cook. Make that little hole and make another hole for you, because if we put the preparation area there, we can make a hole here, so you have direct access from the preparation area to here, and bam, 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 cooking. Putting the food out. Ở đây là khu vực phía ngoài nhà mọi người. Ở trong khu vực này thì nó không có lớn lắm, nhưng mà khu vực ngoài khuôn viên ngoài sẽ rất là rộng. Và sau này sẽ đặt bàn ở khu vực ở ngoài rất là nhiều. Các bạn có thể có những cái view biển rất là đẹp. Đó, bây giờ sẽ đi ra ngoài cho mọi người xem. When someone tells you you have a restaurant of 70 seats, it's like, ah, oh, fuck, it's okay. But this is a hotel. We are not busy today. We don't have 3 reservations. So if it's rainy, no one's gonna come. So do you like the decoration? Yeah, nice. It's nice, huh? It's all custom made for us. So the the restaurant is pretty much done, let's say, the inside. It's fine-tuning now. Details. There is a lot of them though to be done. This is a waterfall here coming, and we've read about this, like was that the texture of the pool? Đây là khu vực phía ngoài mà sau này sẽ đặt bàn. Xung quanh này rất là nhiều ví dụ snack, Starbucks, rồi có thêm menu à la carte của mình đấy. Correct. It's still a bit small. Just a little bit of extension. I'm not certain we'll be able to do it. Technically, it sounds complex now with this here. Yeah. I'm not certain. We'll have anyways the stools or not. We decide if we put them here or not. If we just leave it as a service, we can say that. Sau khi giới thiệu về nhà hàng và bếp thì anh có dẫn lên xem một số phòng đặc biệt ở resort. Thì ở đây thì mình thấy họ làm rất là cao cấp mọi người. Tất cả các thiết bị từ nhỏ đến lớn luôn đều rất là cao cấp. Mình thấy đây là một khách sạn cũng 5 sao tuyệt vời. Các bạn thấy view không? Rất là đẹp. Và đây là khu vực wave bar mọi người ơi. Dạng như là beach bar vậy đó. Thì mình sẽ mở thêm một cái nhà hàng chuyên về những cái đồ ăn nhanh phục vụ buổi trưa và những cái món ăn địa Trung Hải và những món nướng mà ở đây. Thì đây là đang được cải tạo. Reorganize. So what's the new plan? Nhưng hiện tại thì người phụ trách giữ chìa khóa thì họ chưa có đến nên chỉ đứng từ phía bên ngoài thôi. Mình sẽ cho mọi người coi cái view đây. Thì ở đây sẽ cải tạo thành một nhà hàng biển. Đó. Ở đây còn rất là tự nhiên và hoang dã nha mọi người. So we will repaint, you know, because this house is here but cannot be operated, only us because we have the beach. So we agreed with the owner to rent it and to make the works, to make it look nice, you know. See? Yeah, we're going to put sand everywhere, we're going to bring sand everywhere. Yeah. And sunbeds. Sau khi từ quay bar lên thì Ben có một buổi thử rượu mọi người. Và cũng kết thúc ngày làm việc của Ben luôn. Thì Ben cũng xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Nếu các bạn thích kênh của Ben thì hãy nhớ đăng ký ủng hộ Ben nhé. Bây giờ Ben xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye.